Bây giờ mình sẽ chữa đề đề tiếp theo, câu tiếp theo của đề 4 là câu thứ tư về phần vẽ lưu đồ chứng từ. Ở đây đề bài yêu cầu là vẽ lưu đồ chứng từ các thủ tục trên. Vì vậy, trước khi vẽ lưu đồ thì các bạn cần phải lập bảng tóm tắt tên đối tượng và các hoạt động liên quan đến công ty để mà đề bài cho, và bảng này sẽ được viết ra nháp và không trình bày trong bài thi. Phần trình bày trong bài thi thì các bạn chỉ vẽ lưu đồ chứng từ thôi. Và đặc biệt lưu ý là đây là vẽ lưu đồ chứng từ nên là mình chỉ thể hiện các đối tượng ở bên trong công ty đề bài cho thôi, không thể hiện đối tượng như là khách hàng hoặc nhà cung cấp, vì khách hàng nhà cung cấp sẽ không được thể hiện riêng thành một cột ở trong lưu đồ chứng từ. Vì vậy nên là mình sẽ chỉ thể hiện các đối tượng ở bên nội tại ở trong công ty mà đề bài cho thôi, để tiết kiệm thời gian. Các bạn cùng đọc đề bài và xác định đối tượng cần phải có trong bảng tóm tắt này. Khách hàng trả tiền cho nhân viên bán hàng kèm theo thông báo trả tiền của công ty, thì khách hàng ở đây mình sẽ không cho, và đối tượng đầu tiên xuất hiện sẽ là nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng thực hiện hoạt động đầu tiên. Hoạt động đầu tiên của nhân viên bán hàng có phải là khách hàng trả tiền cho nhân viên bán hàng kèm thông báo trả tiền của công ty. Vậy hoạt động đầu tiên sẽ là nhận tiền và thông báo trả tiền, đúng không ạ? Từ khách hàng. Nhận tiền kèm với thông báo trả tiền từ khách hàng. Hoạt động tiếp theo của nhân viên bán hàng sẽ là gì ạ? Đây, đọc tiếp câu thứ hai. Nhân viên bán hàng nhận tiền, đúng không ạ? Lập phiếu thu gồm 2 liên và ghi sổ tiền thanh toán. Lập phiếu thu. Hoạt động tiếp theo là lập phiếu thu gồm có 2 liên. Đồng thời với việc lập phiếu thu là ghi sổ tiền thanh toán số phiếu thu vào thông báo trả tiền kèm theo. Lập phiếu thu và ghi sổ. Tiếp theo là xử lý 2 phiếu thu như thế này. Nhân viên bán hàng chuyển phiếu thu đây ạ, và tiền cho thủ quỹ, chuyển thông báo trả tiền cho kế toán phải thu. Ở đây tức là nhân viên bán hàng sẽ chuyển cả 2 phiếu thu này cho thủ quỹ. Thế là chuyển phiếu thu, đúng không ạ? Chuyển phiếu thu gồm 2 liên này cho thủ quỹ. Nhân viên bán hàng chuyển cả 2 phiếu thu này cho thủ quỹ. Và chuyển gì nữa? Và chuyển thông báo trả tiền cho kế toán phải thu. Chuyển thông báo trả tiền đấy ạ. Chuyển thông báo trả tiền nhận từ khách hàng cho kế toán phải thu. Tức là chuyển hoạt động. Nhân viên bán hàng sẽ là chuyển thông báo trả tiền cho kế toán phải thu. Nhân viên bán hàng có hoạt động nào, đúng không ạ? Mình thấy đối tượng thứ hai xuất hiện là kế toán phải thu, đúng không ạ? Nhân viên bán hàng chuyển phiếu thu và tiền cho thủ quỹ, chuyển thông báo trả tiền cho kế toán phải thu. Đây, cho thủ quỹ và cho kế toán phải thu, hai đối tượng xuất hiện. Tiếp theo, thủ quỹ nhận tiền. Vậy đối tượng tiếp theo sẽ trình bày ở đây sẽ là thủ quỹ. Thủ quỹ thực hiện hoạt động gì ạ? Các bạn nhìn ở trên, thủ quỹ sẽ nhận phiếu thu, đúng không ạ? Nhận phiếu thu từ nhân viên bán hàng. Nhận phiếu thu này, nhận cả 2 liên từ nhân viên bán hàng. Tiếp theo, thủ quỹ nhận tiền, kiểm tra số tiền trên phiếu thu và đóng dấu xác nhận. Vậy hoạt động tiếp theo của thủ quỹ sẽ là kiểm tra, đúng không ạ? Các bạn đọc đề bài sẽ là kiểm tra số tiền trên phiếu thu và đóng dấu xác nhận. Tức là kiểm tra số tiền trên phiếu thu và đóng dấu xác nhận. Câu tiếp theo là sau đó chuyển một phiếu thu cho kế toán phải thu, phiếu còn lại dùng để ghi sổ quỹ. Hai liên này thì tiếp theo sẽ là chuyển liên thứ mấy ạ? Chuyển một phiếu thu cho kế toán phải thu, không nói rõ. Chuyển một phiếu thu cho kế toán phải thu. Các bạn thấy đối tượng, các bạn đã xác định được đối tượng tiếp theo đấy ạ, cho kế toán phải thu. Còn phiếu còn lại sao ạ?
Phiếu còn lại dùng để ghi số quỹ và lưu theo số thứ tự. Tức là lưu phiếu thu còn lại đồng thời tiến hành ghi số quỹ. Vậy là đã xử lý xong hai liên này. Thủ quỹ còn hoạt động gì nữa không ạ? Theo số thứ tự kế toán phải thu. Câu tiếp theo là kế toán phải thu rồi. Vậy là thủ quỹ đã xong hết nhiệm vụ. Đối tượng tiếp theo mà mình trình bày đó là kế toán phải thu. Kế toán phải thu, các bạn đọc từ trên xuống xem kế toán phải thu sẽ thực hiện gì ạ? Nhiệm vụ gì ạ? Đây, kế toán phải thu đây sẽ là nhận thông báo trả tiền từ nhân viên bán hàng. Vậy hoạt động đầu tiên sẽ là nhận thông báo trả tiền. Thông báo trả tiền từ nhân viên bán hàng. Xong phần này, đến phần tiếp theo thấy xuất hiện kế toán phải thu. Kế toán phải thu sẽ là nhận phiếu thu, nhận một bản phiếu thu từ thủ quỹ. Tiếp, nhận phiếu thu từ thủ quỹ. Hoạt động tiếp theo để xác định kế toán phải thu làm gì, các bạn đọc đề bài. Kế toán phải thu nhận thông báo trả tiền đây. Kế toán phải thu nhận thông báo trả tiền do nhân viên bán hàng chuyển đến. Mình đã ghi ở đây rồi. Và lưu lại theo hồ sơ khách hàng. Vậy là kế toán phải thu này nhận thông báo trả tiền từ nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng và lưu lại đúng không ạ? Và lưu lại theo hồ sơ của khách hàng. Sau khi nhận phiếu thu từ thủ quỹ đây, kế toán kiểm tra đối chiếu với thông báo trả tiền. Kiểm tra và đối chiếu với thông báo trả tiền. Hoạt động tiếp theo là kiểm tra đối chiếu. Đối chiếu với thông báo trả tiền sau đó nhập vào phần mềm quản lý nợ phải thu. Sau khi kiểm tra đối chiếu phiếu thu với thông báo trả tiền thì kế toán phải thu tiến hành nhập vào phần mềm quản lý nợ phải thu. Các bạn còn nhớ hình vẽ thể hiện quá trình nhập vào hệ thống không ạ? Nhập vào phần mềm quản lý nợ phải thu. Nhập vào phần mềm quản lý nợ phải thu thì phần mềm sẽ thực hiện kiểm tra mã khách hàng. Đây. Mở ngoặc ra, đây không phải là thực hiện, đây là không phải công việc của kế toán phải thu, chỉ là đây là công việc của phần mềm. Phần mềm sẽ thực hiện là quét kiểm tra mã khách hàng. Nên là để trong ngoặc, đây là công việc của phần mềm kiểm tra mã khách hàng. Các bạn còn nhớ công việc xử lý bằng máy tính không ạ? Xử lý thủ công được thể hiện bằng hình thang ngược, còn xử lý bằng máy tính thì sẽ được thể hiện bằng hình chữ nhật. Thì nội dung này sẽ được thể hiện trong hình chữ nhật. Kiểm tra mã khách hàng, phần mềm kiểm tra mã khách hàng này. Tiếp theo là gì ạ? Phần mềm kiểm tra mã khách hàng số hóa đơn cho còn chưa trả. Và nếu đúng thì phần mềm sẽ cho phép ghi nhận nghiệp vụ thanh toán, làm giảm nợ phải thu của từng khách hàng theo từng hóa đơn, kiểm tra mã khách hàng và ghi giảm, ghi nhận nhiệm vụ thanh toán và giảm nợ phải thu. Ghi giảm nợ phải thu đúng không ạ? Theo từng hóa đơn và định kỳ phần mềm sẽ in bảng tổng hợp thanh toán. Sau đó sẽ in bảng tổng hợp thanh toán. Đây là công việc của phần mềm. Tổng hợp thanh toán và
chuyển cho kế toán tổng hợp để ghi sổ cái. Vậy là xong công việc của kế toán phải thu. Kế toán phải thu xác định đối tượng tiếp theo là chuyển thông in bảng tổng hợp thanh toán và chuyển cái bảng này cho kế toán tổng hợp. Đối tượng tiếp theo sẽ là kế toán tổng hợp. Kế toán tổng hợp thực hiện gì ạ? Cái này các bạn viết thêm nữa là in bảng tổng hợp thanh toán và chuyển cho kế toán tổng hợp. Kế toán tổng hợp sẽ là nhận bảng tổng hợp thanh toán từ kế toán phải thu chuyển sang nhận bảng tổng hợp thanh toán từ kế toán phải thu chuyển sang. Tiếp theo các bạn đọc đề bài để xác định hoạt động tiếp theo của kế toán tổng hợp, đó là định kỳ và ghi sổ cái. Chuyển cho kế toán tổng hợp để ghi sổ cái, tức là kế toán tổng hợp sau khi nhận bảng sẽ là thực hiện hoạt động ghi sổ cái. Vậy là đã xong tất cả các đối tượng chưa? Còn câu cuối cùng, định kỳ thủ quỹ lại quay lại hoạt động thủ quỹ. Vậy là thủ quỹ lại phát sinh thêm một hoạt động nữa. Đây là giai đoạn 1 của thủ quỹ. Đúng ạ? Hoạt động tiếp theo của thủ quỹ sẽ là, các bạn chỉ biết chèn thêm vào đây, thủ định kỳ, thủ quỹ lập giấy nộp tiền cho ngân hàng. Sẽ thực hiện là lập giấy nộp tiền. Lập giấy nộp tiền cho ngân hàng, sau đó chuyển tiền cho ngân hàng, lập giấy nộp tiền và chuyển tiền cho ngân hàng. Dạ, vậy là đã xong. Nếu mà trong phần bảng tóm tắt của phần sơ đồ dòng dữ liệu tổng quát và chi tiết thì sẽ có một đối tượng nữa là ngân hàng. Ngoài ra còn có đối tượng là khách hàng hoặc là nhà cung cấp. Nhưng mà trong đây thì mình chỉ đề cập đến đối tượng ở nội tại công ty. Vậy những đối tượng bên ngoài công ty sẽ không được đề cập. Chuyển sang phần tiếp theo là phần chuyển hóa các thông tin này thành các hình vẽ để vẽ vào lưu đồ chứng từ. Mình cùng chuyển sang phần tiếp theo là phần vẽ lưu đồ chứng từ. Sau khi lập bảng tóm tắt thì chúng ta sẽ từ bảng tóm tắt để kẻ thành các cột, mỗi bộ phận tương ứng với một cột ở trên lưu đồ chứng từ. Nhìn bảng tóm tắt thì có 4 đối tượng, vậy chúng ta sẽ kẻ 4 cột tương ứng với cột nhân viên bán hàng, thủ quỹ, kế toán phải thu và kế toán tổng hợp. Bắt đầu với kế nhân viên bán hàng thì các bạn nhìn vào bảng tóm tắt. Đầu tiên, hoạt động đầu tiên của nhân viên bán hàng sẽ là nhận tiền từ khách hàng, nhận tiền và thông báo trả tiền. Vậy hoạt động này được thực hiện thủ công, thể hiện bằng hình thang ngược nhận tiền và thông báo trả tiền, đúng không ạ? Thông báo trả tiền từ khách, nhận thông báo trả tiền. Đây là hoạt động thủ công nên được thể hiện trong hình thang ngược. Tiếp theo, hoạt động nhận tiền và thông báo trả tiền thì nhân viên bán hàng sẽ lập phiếu thu. Lập phiếu thu cũng là hoạt động thủ công. Lập phiếu thu. Sau hoạt động lập phiếu thu sẽ là kết quả là sẽ tạo ra phiếu thu gồm có, phiếu thu là tài liệu được thực hiện thủ công hoặc in ra từ máy tính, vì vậy sẽ được thể hiện trong hình chữ nhật vắt góc là phiếu thu. Gồm có mấy niên ạ? Gồm có 2 niên đánh số thứ tự là từ trong ra ngoài. Và 2 niên này viết chồng lên nhau là phiếu thu 1 và 2. Lập phiếu thu, ghi sổ tiền thanh toán và số phiếu thu vào thông báo trả tiền. Lập phiếu thu đồng thời với đó là ghi sổ tiền thì sẽ... Đây, mình có thể trình bày như thế này. Sau khi lập phiếu thu và ghi sổ tiền vào thông báo trả tiền thì kết quả tạo ra phiếu thu, đúng không ạ? Gồm 2 niên và sổ thông báo trả tiền và thông báo trả tiền cũng được thể hiện trong hình chữ nhật vắt góc, thông báo trả tiền.
Thông báo trả tiền này đã ghi số tiền vào đây. Xử lý hai loại tài liệu này như thế nào ạ? Mình đọc tiếp dữ liệu tiếp theo là chuyển phiếu thu và tiền cho thủ quỹ. Vậy hai phiếu hai liên của phiếu thu này sẽ được chuyển cho thủ quỹ. Mình sẽ ký hiệu ở đây là A hoặc là mũi tên sau đây. Mình sẽ cho vào biểu tượng kết nối và gọi tên khác trên một trang, ký hiệu là A. Đây, A ở đây là thủ quỹ sẽ nhận phiếu thu hai liên. Phiếu thu hai liên. Còn thông báo trả tiền thì thông báo trả tiền sẽ chuyển cho kế toán phải thu. Ký hiệu gọi tên trong hình tròn, gọi tên khác trên một trang chứng từ thì ký hiệu là B. Đây, kế toán phải thu sẽ nhận thông báo trả tiền từ nhân viên bán hàng. Mình chuyển sang hoạt động tiếp theo của thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ nhận hai liên của phiếu thu từ nhân viên bán hàng chuyển sang. Đây, mình đã ký hiệu kết chuyển là A. Hoạt động tiếp theo của thủ quỹ sẽ là kiểm tra số tiền trên phiếu thu và đóng dấu xác nhận. Hoạt động kiểm tra này được thực hiện thủ công, vì vậy sẽ được thể hiện trong hình thang ngược, đó là kiểm tra và đóng dấu. Trong hình thang ngược đúng không ạ? Sau hoạt động kiểm tra đóng dấu này thì kết quả là sẽ tạo ra phiếu thu đã đóng dấu, cũng là hai liên. Phiếu thu đã đóng dấu hai liên, đánh số thứ tự từ trong ra ngoài là liên thứ nhất và liên thứ hai. Sau phiếu hoạt động phiếu thu đã đóng dấu thì tiếp đến là chuyển một phiếu thu cho kế toán phải thu, tức là chuyển một phiếu cho kế toán phải thu. Đây, mình giả sử đây là chuyển liên hai cho kế toán phải thu. Tiếp còn liên còn lại sẽ được xử lý như nào? Tiếp nữa mình xử lý liên còn lại đã. New phiếu còn lại và ghi số quỹ. Vậy mình giả sử liên 2 thì chuyển cho kế toán phải thu và lưu liên 1 và ghi số quỹ. Ghi số quỹ, thực hiện hoạt động thủ công trong hình thang ngược. Ghi số. Ghi số quỹ và lưu đúng không ạ? Trước khi lưu thì tạo ra phiếu thu đã ghi số. Đã ghi số và đóng dấu. Hình này cho to đi ạ. Nhiều chữ thì các bạn vẽ hình to ạ. Phiếu thu đã đóng dấu. Đã đóng dấu ở trên đấy ạ. Đã đóng dấu và ghi sổ. Đồng thời với hoạt động này thì cũng tạo ra, ở đây là sổ quỹ, là một loại sổ kế toán. Ghi vào sổ quỹ đúng không ạ? Sổ quỹ này đã được ghi, phiếu thu này đã đóng dấu và ghi sổ. Thực hiện hoạt động lưu là tam giác ngược, là lưu theo gì ạ? Lưu theo số hiệu, tức là ký hiệu bằng chữ N. Mình xử lý tiếp sang phiếu thu đã đóng dấu liên thứ hai. Đây các bạn thiếu liên số thứ tự đúng không ạ? Mình thiếu số liên ở đây là liên thứ nhất, còn liên thứ hai được chuyển cho kế toán phải thu. Kế toán phải thu thực hiện là nhận thông báo trả tiền từ nhân viên bán hàng. Vậy là thông báo trả tiền đây. Thông báo trả tiền. Thông báo trả tiền từ nhân viên bán hàng chuyển cho kế toán phải thu và lưu lại. Lưu lại. Lưu theo số hiệu thì sẽ ký hiệu là chữ N. Và tiếp song song với đó thì nhận kế toán phải thu sẽ là nhận phiếu thu từ thủ quỹ. Mình giả thử nhận phiếu thu này là phiếu thu liên thứ hai. Nhận phiếu thu từ thủ quỹ chuyển sang sẽ là chuyển sang phiếu thu đã đóng dấu đúng không ạ? Liên thứ hai. Sau khi nhận phiếu thu đã đóng dấu từ thủ quỹ chuyển sang thì kế toán phải thu sẽ kiểm tra và đối chiếu đúng không ạ? Thực hiện hoạt động kiểm tra đối chiếu.
Kiểm tra đối chiếu với thông báo trả tiền. Thực hiện thủ công vì vậy sẽ được thể hiện trong hình thang ngược. Sau khi kiểm tra đối chiếu với thông báo trả tiền thì thủ quỹ sẽ tiến hành nhập vào phần mềm, đúng không ạ? Các bạn còn nhớ ký hiệu thể hiện hoạt động nhập vào, nhập dữ liệu vào hệ thống chính là thể hiện bằng hình gì ạ? Hình chữ nhật, hình thang ngược hay là hình thang vuông? Đó là biểu tượng thể hiện nhập dữ liệu vào phần mềm, vào hệ thống thì sẽ được thể hiện bằng hình thang vuông. Hình thang vuông đây ạ. Thể hiện là hoạt động là nhập vào phần mềm. Sau quá trình kiểm tra đối chiếu thì kế toán phải thu tiến hành nhập vào phần mềm được thể hiện bằng hình thang vuông. Sau quá trình nhập vào phần mềm thì công việc của phần mềm sẽ là kiểm tra mã, đúng không ạ? Công việc của phần mềm sẽ là ghi nhận giảm nợ phải thu khách hàng phần mềm và in bảng tổng hợp thanh toán. Công việc xử lý bằng máy tính thì sẽ được thể hiện trong hình chữ nhật, còn xử lý thủ công sẽ được thể hiện trong hình thang ngược. Còn đây là công việc xử lý bằng máy tính thì sẽ được biểu hiện trong hình chữ nhật. Công việc kiểm tra này, phần mềm sẽ kiểm tra ghi giảm nợ, đúng không ạ? Và in bảng tổng hợp được bao bởi hình chữ nhật. Đây là hình chữ nhật đấy ạ. Hình chữ nhật. Sau đó máy tính sẽ tự động in ra bảng tổng hợp thanh toán, đúng không ạ? Máy tính sẽ in ra bảng tổng hợp thanh toán. Tài liệu được lập thủ công hoặc là in bằng máy tính sẽ được thể hiện bằng hình chữ nhật bát góc. Đây là bảng tổng hợp thanh toán. Bảng tổng hợp thanh toán này sẽ được gửi cho kế toán tổng hợp. Kế toán tổng hợp sẽ là người nhận được bảng tổng hợp thanh toán từ kế toán phải thu chuyển sang. Kế toán tổng hợp sẽ nhận bảng tổng hợp thanh toán. Đây là bảng tổng hợp thanh toán nhận được từ kế toán phải thu chuyển sang. Sau đó kế toán tổng hợp tiến hành ghi sổ cái. Ghi sổ cái là hoạt động thực hiện thủ công, vì vậy sẽ được thể hiện trong hình thang ngược. Hoạt động ghi sổ. Sau ghi sổ thì là bảng thanh toán đã ghi sổ. Thanh toán đã ghi sổ. Đây là hình sổ cái. Sổ cái được thể hiện bằng hình bình hành. Sau khi kế toán tổng hợp tiến hành ghi sổ thì sẽ lưu lại theo số hiệu hoặc ngày tháng. Đây là ký hiệu, là theo số hiệu hoặc ngày tháng. Tiếp đến là giai đoạn thứ hai của kế toán phải thu sẽ là nhận phiếu thu từ thủ quỹ. Giai đoạn thứ hai của thủ quỹ sẽ là lập giấy nộp tiền và chuyển tiền cho ngân hàng. Lập giấy nộp tiền là hoạt động thủ công ạ. Được thể hiện trong hình thang ngược. Lập giấy nộp tiền. Kết quả của hoạt động thủ công này tạo ra giấy nộp tiền. Thể hiện trong hình chữ nhật bát góc. Lấy giấy nộp tiền này được chuyển cho ngân hàng. Vậy ngân hàng là đối tượng bên ngoài, vì vậy sẽ được thể hiện trong hình ellipse, thể hiện đối tượng ngân hàng.
Các bạn chỉ kiểm tra lại xem còn hoạt động phát sinh nào đối với bốn bộ phận này không ạ? Hoạt động phát sinh của thủ quỹ đã ghi ở đây rồi. Kế toán tổng hợp, nhận bảng tổng hợp thanh toán. Và bảng tổng hợp thanh toán này các bạn phải lưu lại. Vì không có chứng từ mà kết thúc, mà chứng từ không thể kết thúc một chu trình của lưu đồ chứng từ mà phải kết thúc bằng một biểu tượng lưu lại hoặc là chuyển sang bộ phận tiếp theo. Các bạn kiểm tra lại bốn hoạt động này thì đã hết. Vậy là mình đã giải quyết xong bốn đề thi của môn hệ thống thông tin kế toán. Chúc các bạn kỳ thi này có đạt được kết quả cao.